Rồi, ok, hello, xin chào toàn thể anh chị nhà đầu tư và chào mừng anh chị đã quay trở lại đối với kênh Kim Cương Stock. Thì trong cái video ngắn ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến cho anh chị nhà đầu tư về vị thế cổ phiếu nhóm ngành thép. Đó, thì đâu đó khoảng tầm mấy phiên trước rồi, 4 phiên trước thì mình cũng có làm một cái video chia sẻ anh em về vị thế điểm mua, điểm bán của cổ phiếu, những cái vị thế cổ phiếu của nhóm ngành thép như là HPG, HSG, Nam Kim, POM, HMC, đúng không ạ? Và trong cái vị thế hiện tại thì chúng ta chỉ review lại thôi anh chị nhá. Về điểm mua điểm bán thì chúng ta em vì cũng chia sẻ chị rất kỹ rồi. Đó, 4 ngày trước này, thép tích nền 5 tháng, cơ hội và khả năng bước vào một nhịp sóng mới. Đó, nếu mà anh em mua được những cái vị thế trong 4 phiên trước này là chúng ta đã có ăn rồi nhá. Trong cái video này thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể là để nhớ là để lại cho em PC một cái nút like và một nút đăng ký kênh. Đặc biệt hơn là anh em nào mà yêu quý hơn thì có thể là để lại cho em PC một cái quả tim màu tím ở bên dưới phần bình luận để chúng ta có những cái sự tương tác với nhau trong thời gian tới được tốt hơn anh chị nhé. Rồi thì bắt đầu vào trong cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó là về những cái góc nhìn của cổ phiếu của nhóm ngành thép. Như là đầu tiên đó là HPG với những cái lực tăng và với những cái quá trình mà tích lũy nền 5 tháng như thế này, một nhịp tích lũy nền 5 tháng là một nhịp tích lũy đi ngang, đâu đó là rất lớn anh chị. Nên là trong nhịp hiện tại thì HPG em vì chia sẻ anh chị rất lâu rồi, nhịp này HPG nó điều chỉnh mạnh ấy, cực kỳ khó, và những cái vị thế mà nó chỉ tích lũy đi ngang và nó chờ cầu vào thôi chị. Trong những cái phiên gần đây này, đây, trong những phiên gần đây biên độ giá tăng rất tốt, kèm theo khối lượng thanh khoản cực kỳ tốt đối với HPG, đúng không ạ? Những cái phiên biên độ tăng dòng tiền tham gia vào tốt, và ngược lại những cái phiên điều chỉnh như đây này, những cái phiên này này coi như đâu là cạn kiệt về mặt thanh khoản, không có thanh khoản luôn, rất ít. Đó nên là trong cái nhịp hiện tại thì HPG đâu đó trong khoảng tầm 4 phiên này anh chị nhá, 3 4 phiên này thì nó cũng đã cho thấy dấu hiệu là vượt đỉnh trong kịch bản ngắn hạn. Cơ hội và khả năng trong ngắn hạn nó còn đi được. Trước mắt thì cái vùng target gần mà em review cho anh chị nhà đầu tư đó là quanh quanh vùng giá 24 chị nhá. HPG quanh quanh 24 thì nó sẽ gặp một cái vùng cản trong đồ thị trung hạn anh chị. Đó là đồ thị tuần. Đây. Đây. Giá dưới đường màu vàng nó sẽ đóng vai trò là vùng cản, thì ít nhiều trong mặt đồ thị ngắn hạn tích nền 5 tháng bật tăng liên tục cho đến chạm cản 24 thì khả năng nó sẽ rung lắc khoảng tầm 1 2 phiên anh chị. Nó sẽ rung lắc khoảng tầm 1 2 phiên và cơ hội khả năng nó đi tiếp. Vượt cản 24, cơ hội nó sẽ còn lên được 28 anh chị nhá. 28 đối với HPG trong thời gian tới, nên anh em có hàng tại giai đoạn này thì chúng ta vẫn chủ đạo nên nắm giữ thêm anh chị nhá. Còn đối với anh chị em nào mà mở mua mới mà muốn mua chưa có hàng á thì chúng ta chắc chắn là phải canh những nhịp điều chỉnh, chứ còn chúng ta mua FOMO trên cái đoạn trên đỉnh này, đâu đó là hàng về điểm cắt lỗ chúng ta rất khó xử lý chị. Và cái điểm mua thuận lợi trong nhịp này thì em nghĩ là HPG nó phải quanh quanh vùng giá 22.2 nhá. Đó là vùng hỗ trợ Kijun. Đó, 22.2, và bây giờ HPG nó sẽ không còn những cái điểm mua đẹp như em chia sẻ anh chị nhà đầu tư đây nữa, như ở đây nữa đâu chị. Quanh từ vùng 21 212 không có đâu. Nên nhìn này bắt buộc chúng ta phải mua đây. Nhá. Đó, đầu tiên đó là HPG, thứ hai đó là cổ phiếu HSG. Đó. HSG thì hôm nay anh chị. Hôm nay mới nó mới cho thấy tín hiệu là vượt nền chị nhá. Mới cho thấy dấu hiệu vượt nền kèm thanh khoản tốt và đang trong một quá trình break nhá. Breakout trong vị đỉnh ngắn hạn, vượt đỉnh vượt nền này. Đấy, có dấu hiệu bom này. Đó, nên là trong cái nhịp hiện tại thì với những cái lực tăng trong ngắn hạn và với những lực tăng trong thị trung hạn thì khả năng HSG nó còn đi tiếp trong thời gian tới thôi. Và đây mới chỉ là một nhịp bắt đầu chị nhá. Mới chỉ là một nhịp bắt đầu của thép thôi. Và cái target kỳ vọng trong trung dài hạn thì em phải nhắn là nó sẽ lên được 22 tại đoạn này. À quên, sorry chị, 20 chứ. Sorry chị, 20. Target của HSG sẽ là 20 trong vị thế ngắn hạn. Đó. Và những cái điểm mua chúng ta có bắt với nhau và chia sẻ anh chị nhà đầu tư đó là phiên ngày mùng 6 tháng 6 đối với HSG. Mua ngày mùng 6 tháng 6 và những cái điểm mua bán của anh em ở trong room khách hàng. Đây. HSG này. Em sẽ mời anh chị mua này. À, mời anh chị xem này. Ngày mùng 6 tháng 6 đối với HSG mua 15.7, 15.9, chốt lời 17 và cắt lỗ là 15.4. Hôm nay thì HSG nó cũng chạm chốt lời chị. Chạm chốt lời giá 17 và hiện tại nó đang ở giá 17.2. Đó. Hôm nay chạm chốt lời thì cũng khuyến nghị chị em nhà đầu tư là rời chốt lời chị nhá. 13 tháng 6 HSG chạm chốt lời, rời chốt lời liên quanh vùng 20. Đó. Và đây cũng là sẽ là cái vùng target trong cái thị trung hạn của cổ phiếu HSG. Đó. Em có hàng thì nhịp này chúng ta giữ thêm thôi. Và muốn mua mới á thì chắc chắn phải chờ một nhịp chỉnh chị nhá. Em Phi vẫn chia sẻ với chị thôi, nhịp này chúng ta không mua đuổi. Nếu mà muốn mua phải mua chỉnh quanh quanh về vùng giá 16.2 chị nhá. 16.2 chúng ta có thể là canh mua được. Đó là HSG. Rồi, cổ phiếu cuối cùng đó là cổ phiếu Nam Kim.
Đó. Nam Kim thì cũng bắt rồi, anh em trong team cũng có hàng. Thì Nam Kim chúng ta đã bắt mua với nhau từ ngày 31 tháng 5 này, ngày 1 tháng 6 này. Đó, hai phiên chúng ta canh mua với nhau ở đây này. Thì hiện tại cũng cho thấy dấu hiệu bứt nền, vượt nền trên, cơ hội và khả năng nó sẽ còn đi tiếp. Và cái target của Nam Kim trong nhịp này ngắn hạn thì em cũng chia sẻ anh chị nào lưu đó là cũng lên quanh 20 thôi chị nhá. Trước mắt cũng lên quanh 20. Đây, Room khuyến nghị, em khuyến nghị cho anh chị khách hàng như thế nào thì cũng chia sẻ anh chị ở trên video, ở trên buổi livestream y như thế. Đây, hôm nay cũng là 13 tháng 6 này, Nam Kim chạm chốt lời, rời chốt lời tiếp lên vùng 20. Đây. Và đây là điểm mua của Nam Kim ngày 31 tháng 5. Mua Nam Kim giá 15.3, 15.5, cắt lỗ chốt lời 17.5. Hôm nay thì Nam Kim cũng chạm chốt lời đúng không ạ? Hiện tại thì nó đang đóng cửa ở vùng giá là 14.75, à 17.45. Đó. Và target mà em phải đặt cho chị ngắn hạn là 17.5 và hôm nay nó cũng chạm chốt lời rồi. Chúng ta tiếp tục dần lên. Cơ hội và khả năng trong thời gian tới nó còn đi tiếp. Đó. Ngay cả HPG cũng thế anh chị. HPG thì anh em trong team cũng có đủ hàng rồi. HPG này. Ngày 25 tháng 5 đây, chúng ta đã mua với nhau HPG 21, 214 chốt lời cắt lỗ. Đó nên là nhịp này hiện tại thì HPG anh em đã có hàng này, HSG có hàng này, Nam Kim có hàng này, POM đó. Cuối cùng là POM cũng có hàng luôn. Đấy. Ngày mùng 2 tháng 6 chúng ta mua với nhau POM. Ngày mùng 2 tháng 6 mua giá 5.1. Ngày mùng 7 tháng 6 chúng ta rời chốt lời POM lên vùng giá 8. Và ngày 12 tháng 6 chúng ta đâu đó là canh bán 1/2 POM, lợi nhuận 50% hàng T6. Đó, thì đối với thép thì chúng ta đã nhìn với nhau về một kịch bản rồi và chia sẻ với nhau đâu đó cũng tương đối lâu rồi. Ngay trên livestream em phải chia sẻ anh chị là chia sẻ với nhau và trong những dịp này thì chúng ta sẽ bắt với nhau về thép này, bắt với nhau về một số thủy sản này, hay là một số cổ phiếu của bán lẻ này. Đó, cũng chia sẻ anh chị hoàn toàn anh chị nhá. Nên là trong cái video ngắn ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ anh chị tập trung vào thép thôi và những cái vùng target nha, và cái vùng target anh em có hai thì mày nói xin chúc mừng anh em họ lên nắm giữ thêm. Còn thép thì mày không nên bán vội chị nhá. Ok, thì cái điều cuối cùng thì anh em nào mà chưa có những cái room khuyến nghị, room khách hàng hỗ trợ về vị thế điểm mua điểm bán cắt lỗ chốt lời ở đâu ấy, thì anh em có thể là trải nghiệm đến những cái room khuyến nghị, room khách hàng của anh em như thế này về vị thế điểm mua điểm bán điểm cắt lỗ chốt lời ở đâu. Đó, khi mua thì báo mua, báo vùng target, báo vùng cắt lỗ. Đó, nếu mà nó có chạm chốt lời hay là nó chạm cắt lỗ thì anh em sẽ thông báo cho anh chị trên room này, và khi bán thì rep Leon lại kèm với tin nhắn báo mua và ghi là báo bán, ví dụ như là POM chẳng hạn này, mua ngày 7 tháng 6 và ngày 12 tháng 6 là bán đúng không ạ, thì chúng ta rep Leon lại kèm tin nhắn báo mua và ghi là báo bán, lợi nhuận bao nhiêu phần trăm, giá nào và 1/2 còn lại thì giờ đi đâu. Đó thì rất rõ ràng cho anh chị nhà đầu tư và chủ động đối với anh chị em là mà không có thời gian để bám sát danh mục thì anh em trong team khuyến nghị thì sẽ bám sát anh danh mục cho chị thường xuyên anh chị nhá. Đó thì với những cái điều kiện để tham gia vào room khuyến nghị, room khách hàng của anh em như thế này thì anh chị đang giao dịch ở công ty chứng khoán VPS thì có thể là chuyển ID anh chị nhá. Chúng ta có thể là tham gia bằng cái phương pháp là chuyển ID, hỗ trợ về anh em trong team, hỗ trợ khi anh em là khách hàng của anh em trong team rồi thì anh chị em sẽ được tham gia vào room khuyến nghị một cách hoàn toàn miễn phí anh chị nhá. Đó, về bất cả anh chị em đang giao dịch ở công ty chứng khoán nào thì anh chị về những cái khoản phí mua, về những khoản phí bán của anh chị nó vẫn thế, và mặc định sẽ có người hỗ trợ tư vấn và đồng hành cùng với anh chị nhà đầu tư như là em Phi hay là anh em đang livestream ở trên kênh Ichimoku chị nhá. Thì nếu mà anh chị em nào mà chưa có người hỗ trợ đồng hành thì anh chị em đâu đó là rất thiệt thòi trong thời gian tới. Và những cái kịch bản chúng ta chia sẻ với nhau là thép này và rất nhiều cổ phiếu khác, thì với những góc nhìn về ngay cả kịch bản thị trường chị trong cái giai đoạn này á, thì nửa cuối tháng 6 anh chị nhá, bắt đầu vào nửa cuối tháng 6 thì chúng ta cũng hạn chế giao dịch hơn một chút, và đâu đó là gần cuối tháng 6 chứ, đó là cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì khả năng thị trường nó sẽ tiếp tục lại là một nhịp sóng mới thôi, nó sẽ tiếp tục là một nhịp sóng mới thôi. Thì anh em trong team sẽ đâu đó là chuẩn bị sẵn một cái kịch bản và chia sẻ rất nhiều cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới. Và nhịp hiện tại thì anh em trong team cũng bán khá là nhiều chị, bán dần rồi, đâu đó là cũng bán dần, và những cái cổ phiếu nào tốt thì chúng ta canh giờ chốt lời lên thôi. Đó, về vị thế điểm mua của chúng ta nó đã tốt rồi nhá. Ok, đó rồi thì anh em có thể là thực hiện bằng cách là chuyển ID hỗ trợ, hoặc là bên cạnh đó thì ngoài những cái sự hỗ trợ này, ngoài những cái sự chia sẻ tư vấn cùng với chị ở trên buổi video hay là trên những cái buổi livestream á, thì em Phi sẽ còn hỗ trợ chị thêm ở trên những cái room Zalo giao lưu của chị nhá, room đồng hành hỗ trợ, room Zalo giao lưu. Thì cái room này là một room hoàn toàn miễn phí thôi, anh em nào cũng có thể là tham gia được. Đó, ngoài những cái sự hỗ trợ
chia sẻ đồng hành cùng với chị thì sẽ còn chia sẻ anh chị thêm về những cổ phiếu có cơ hội tiềm năng đó. Hôm nay cũng chú ý anh chị em đó là cổ phiếu dệt may TCM VGT đó, anh em chú ý. Thì trong cái buổi livestream và trong cái video ngắn ngày hôm nay thì anh em nào mà chưa có hàng đối với dệt may thì cũng có thể để ý một chút, vì dệt may đâu đó là nhịp hiện tại của nó cũng đang có cầu vào anh chị đó. TCM này đó, chia sẻ ngoài lề hơn một chút đấy chị nhá. TCM này đang có cầu vào này, VGT này đó, cũng đang có lực cầu vào này. Trong những phiên mà tích lũy đi ngang này, biên độ dòng tiền khối lượng tham gia vào rất tốt đó, thì chúng ta nên chú ý với những cái nhóm ngành dệt may một chút đó. Đâu đó chúng ta phân bổ ra nát, ví dụ nát của anh em 1 tỷ thì em có khoảng tầm phân bổ là khoảng tầm 4 mã thôi nhỉ. Một mã dệt may này, tại giai đoạn này một mã của thép này, một mã của một mã của bán lẻ này đó, và một mã cuối cùng thì anh em có thể là đầu tư trong trung hạn như là đối với đầu tư công hoặc là dầu khí đó. Trong trung dài hạn thì hai nhóm ngành đó là nhóm ngành mà em phải nhắn là phòng thủ có cơ hội tiềm năng chị nhá. Ok, thì video ngắn ngày hôm nay của em Phi thì cũng xin kết thúc tại đây thôi. Thì anh em nào mà chưa like thì cũng đừng quên là để lại cho em Phi xin một cái nút like chị nhá. Thì nếu anh chị nào cần sự hỗ trợ đồng hành thì có thể là kết nối với em Phi qua số điện thoại trên màn hình, hoặc có thể là ủng hộ chuyển ID của anh em nhá, thao tác như hình. Ok, cảm ơn chị em rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong cái video của ngày mai và trong thời gian tới chị nhá.